À, đường đấy, đường này anh nhỉ. Để mà nhìn xuống, nó như kiểu sắp bốc đầu ấy, Hồng ngồi dịch lên một tí. Nhìn xuống thật là phê, thật là rô mốt các bạn ạ. Nam Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại hai anh em mình đang có mặt tại xã Bảo Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang các bạn ạ. Hôm nay hai anh em mình sẽ đi chinh phục một con đường gọi là nguy hiểm nhất vùng cao nhỉ. Hiểm trở đây, cho các bạn xem. Đây, cho các bạn xem nhé. Đây là cái cung đường. Đây, các bạn xem, đây là cung đường nguy hiểm nhất Việt Nam đi. À thôi, Việt Nam thì nó hơi quá. Đây các bạn xem này. Hai anh em mình hôm nay sẽ đi lên trên một cái bản làng ở trên này có tên là Kho Tàu, thịt kho tàu. Đùa các bạn tí thôi, tên là bản là Kho Táu nhỉ. Kho Táu. Phải kho táu, không biết là dịch ra tiếng Việt mình là cái gì. Về là tiếng Mông thì anh em mình cũng không biết được. Đây cũng là lần đầu tiên hai anh em mình đi vào trong này để chinh phục cái cung đường này. Như các bạn cũng biết này, đây là đường bê tông cũng vừa mới hoàn thành thôi. Để mà làm được cái con đường bê tông này cũng hết sức là kỳ công mà mất nhiều công sức và tiền của các bạn ạ. Từ đây nhìn các bạn cũng có thể thấy này, mình sẽ đi lên tít trên đây, đỉnh trên này. Đỉnh núi trên này. Đi, bây giờ anh em mình bắt đầu đi nhé. Đây anh em mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục cái cung đường con dốc hiểm trở nhất vùng cao này. Hiện tại hai anh em mình đang bắt đầu đi vào chân dốc. Để mà làm được con đường bê tông này cũng áp phết đấy nhỉ Hồng nhỉ. Người ta còn phá đá làm. Phá đá các kiểu làm. Ở cái đoạn này đi thì cũng bình thường thôi, khi mà đi lên cái đoạn dốc kia với gọi là ác nhỉ. Một chỗ đoạn đường này tốn đá lắm ấy. Bây giờ anh em mình đang phải đi xe máy là phải cày số 1 lên các bạn ạ. Để mà số 2 không thể lên được con đường này. Có thể cái tiếng xe máy nó hơi ồn một tí nên các bạn hết sức thông cảm nhé. Đường này chắc vừa mới làm thôi đúng không? Vừa làm xong. Đường đấy các bạn ạ. Anh em đang cầy số 1 đi, mình thì có 75 cân thôi. Không cao nguyên gần ngót nghét 70 cân nữa. Ngồi lên quả xe quay. Ây da, đường đấy, đường này nhỉ. Để mà nhìn xuống rồi, nó như kiểu sắp bốc đầu ấy, Hồng ngồi dịch lên một tí. Không, ngồi dịch lên ấy, gần anh đấy, để cho đỡ khỏi bốc đầu. Đây, các bạn nhìn xem này, anh em đang ở lưng chừng dốc, nhìn xuống dưới rất là nguy hiểm. May mà tay lái của mình cũng rèn luyện khoảng gần 20 năm rồi nên là cũng rất là cứng. Nhưng mà đường nó làm bê tông nó hơi xù xì thì các bạn ạ, nó không được mịn nó lắm. Nên là đi cũng rất là sóc. Mình cảm tưởng như kiểu xe không thể bò lên nổi nữa. Hồng, khả năng là Hồng Cao Nguyên xuống đẩy thôi. Ui. Đây, Hồng Cao Nguyên phải... không cần đẩy đâu Hồng ơi. Một mình anh thì ấy được. Cố đi lên đây. Hả? Đây các bạn sẽ thấy như bây giờ mình đã phải xuống để cho Hồng Cao Nguyên đi một mình đi lên cái con dốc này. Không thì không thể leo nổi. Dốc rất là đứng. Đây, quang cảnh ở dưới rất là đẹp. Kinh thật, cái con đường này không thể tưởng tượng nổi. Ôi giời, bây giờ chạy lên, nhiều rồi. Sợ thật. Đi xuống ghê vãi luôn. Hả? Đi xuống quả này ghê vãi. Xem nào. Nhìn xuống thật là phê, thật là rô mốt các bạn ạ. Không thể tưởng tượng nổi con đường này. Mình đã đi rất là nhiều con đường rồi nhưng mà con đường này cũng gọi là có 102 đấy nhỉ.
Dốc vai dốc còn dài đấy chứ. Đi tiếp. Leo được. Leo được. Cố gắng tạo đàm tí lên nữa. Rồi tiếp tục đi thôi. Ngồi dịch lên tí, bốc đầu đấy. Đây xe bỏ như rùa. Nhìn xuống quả vừa nãy nhìn xuống kinh à. Vãi trưởng rồi. Đi xuống nhá, anh em thả xuống một xuống. Thật đi. Đoạn này chuẩn bị Hồng Cao Nguyên sẽ xuống để mình đi. Quả cua tay áo này hơi bị được của nó đấy. Kinh thật. Vẫn còn một đoạn cua nữa các bạn ạ. Anh em không lên đoạn cua này, em đường tắt. Hôm nay thì trèo lên đường này nhá. Hồng Cao Nguyên đang đi đường tắt lên các bạn ạ. Sợ thật. Ôi ơi, mệt quá. Tiếp tục qua hành trình nào. Ở đây có rất là nhiều đoạn cua gấp mà nó dốc nữa. Như kiểu cua M ở Yên Minh ấy nhỉ. Bạn nào đã từng lên vùng cao thì cũng đã từng đi cua qua một cái đoạn cua gọi là cua M, hình chữ M ở đoạn này giữa đoạn Yên Minh và Mèo Vạc. Ô, đoạn này không lên được nữa. Thì các bạn cũng biết là nó cũng tương tự như này. Nhưng mà đường ở chỗ này nó nguy hiểm hơn vì là đường nó bé và nó rất là dốc. Cứ mỗi một đoạn lại phải xuống. Đi. Lên. Lại phải xuống. Làm được rồi đấy. Ui. Mắc quần. Để xuống thì mắc quần. Cái đoạn này chắc nổ mìn phá đường kinh lắm ấy nhỉ Hồng nhỉ. Thế nào? Ở trên này không biết là cái xóm kho tàu có bao nhiêu hộ dân mà đầu tư hẳn con đường bê tông rất là ác chiến. Đây các bạn xem này, mọi người dân chắc là cũng góp công sức của người dân. Úi, đã đến đầu bản kho tàu rồi các bạn ơi. Anh em mình sẽ đi tít vào bên trong đi. Nhìn từ dưới. Từ từ. Hả? Đây á? À? Cái gì? Dưới cái vòng vàng kìa. Có một cái hang á? À? Đấy phải không? Ờ, hình như có một cái hốc thôi. Tí nữa anh em sẽ trèo lên đấy. Đây các bạn nhìn xuống này. Con đường thật là không thể tưởng tượng nổi. Đây, từ đây đi xuống. Ở dưới kia là xã Bả Vi của huyện Mèo Vạc. Ngay đầu huyện Mèo Vạc tính từ đường Đồng Văn sang. Đây có một chị đang dọn cỏ để chuẩn bị đốt đi để làm nương. Đây các bạn cũng thấy khói rồi. Đây là người dân đang đốt cỏ để đang chuẩn bị trồng ngô đấy. Vậy anh em mình sẽ tiếp tục đi đến lên trên đỉnh này xem có gì hot không. Đi. Đang lại phải xuống rồi không ạ? Woo.
Hồng Cao Nguyên được một ngày rèn luyện thể lực. Hả? Đấy không phải rồi. Ồ, đoạn này cũng ác phết nha. Đường kia đi đâu kìa? Hả? Đường kia? Hả? Anh không biết được. Trên kia cũng có mấy ngôi nhà. Không, thử ngồi lên này nè. Không, không. Xe máy của mình yếu quá, không thể cày hai người lên được. Đây, hiện tại đang đến đầu bản kho tàu, thịt kho tàu. Quang cảnh xung quanh rất là yên tĩnh. Rồi giờ này chắc là người dân đi làm hết rồi các bạn ạ. Ha. Cái kia cái gì nhỉ anh ạ? Vàng vàng. Ừ, anh không biết được, nhìn đẹp nhỉ. Lá vàng ngả sang màu vàng. Nhìn trên núi này nhỉ. Cái cây ấy nhìn màu đẹp nhỉ. Đi. Ừ, cái lá đỏ. Đây cũng rất là nhiều cây đẹp nhé. Anh cứ phi lên đi kiểu dốc vãi chiều. Vẫn đi được, đi. Đến nơi anh nhìn xuống. Hả? Ờ. Những cái cây đấy thường hay cái tổ chim. Đây, bà cũng đang đi làm nương các bạn ạ. Và bây giờ mùa làm nương rồi, mọi người cũng đi làm nương hết. Ôi, một mình anh không lên được ấy. Không cần đẩy đâu. Sợ giật bò đi. Này, cho mình ngồi xe máy đi một đoạn để anh đi bộ cho. Mình sẽ vào đây hỏi mọi người dân. Rồi, chào bạn, đang làm nương ạ? À? Hôm nay dân xóm mình đi làm nương hết nhỉ? Ui, sợ thật. Vừa nãy đi quả đường này lên, kinh quá. Số 1 ấy. Số 1 em không đi được các anh ạ. Số 1 đây phải bò lên này. Mọi người lại đang gieo ngô ạ? À? Ở trên này có cái hang nào không anh? Ở trên này có cái hang nào không? Hang ấy. Ừ. Hang đá ấy. Không có. Ở cái đường bê tông này làm lâu chưa anh? Chưa lâu. Làm được khoảng bao nhiêu năm rồi? Chắc là mới năm vừa rồi đấy nhỉ? À, thế là vừa đợt vừa rồi ăn Tết xong mới làm xong à? Đây các bạn xem này, bà con nhân dân cũng rất là vất vả. Đây đi trồng ngô, trồng lương thực trên này toàn dùng bằng sức người hết. Cuốc đất. Đấy. Vợ cuốc đất, trồng cho hạt ngô vào và vùi hạt ngô. Ở bên này cũng vậy. Trên vùng cao không có gì ngoài đá các bạn ạ. Hả? Không, không phải đâu. Vừa nãy anh hỏi rồi, ở trên này không có hang nào. Đi, cứ đi lên. Đúng, sống trên đá, chết nằm trong đá các bạn ạ. Hả? Hả? Đẹp nhờ. Đúng là con đi mới biết được là những cái chỗ mà mình không thể ngờ tới đúng không?
anh em sẽ tiếp tục đi hết con đường bê tông này xem nó đi đến đâu nhá. Dưới này có khủng. Xem nào. Ôi, gấp hết rồi. Không, xuống anh em xuống xem nó sâu không. Ở dưới này anh em mình phát hiện có một cái hốc xuống nên mình thử xuống xem nó có gì không nhé. Xem có phải hang hốc gì không. Vì là nắng cao nguyên là chuyên đi khám phá hang, chuyên chui rúc. Đây, anh em mình sẽ đi xuống dưới này. Ở chỗ này cho mọi người phá đá trước để mở đường ấy nhỉ. Cái thạnh, cái cạnh đá nó sắc lắm nha. Hả? Chắc chưa có ai xuống dưới này nên mạng nhện. Đi. Sâu không? Đi bước cẩn thận nhé, không kiểu đá nó không chắc. Đây các bạn này, đây là đá lửa này không? Đây này, cái đá này đánh vào ra lửa đấy các bạn này. Đâu? Xuống được không? À đâu, nó chỉ chỗ này. Ờ đi. À từ từ, không thế chạy lên lấy đèn pin đi. Anh em thử xuống đây. Ở dưới này. Hả? Đây các bạn ơi, cái hố rất là sâu luôn. Để mình thử ném đá xuống nha. Không thấy động tĩnh gì. Ném thêm hòn nữa. Anh em ở đây phát hiện ra một cái hang. Đây không biết là hang không? Chắc là hang rồi Hồng nhỉ? Mình sẽ đứng ở trên này. Đợi Hồng Cao Nguyên lấy cho anh cái mũ nhá Hồng ơi. Ừ. À không, không, khả năng không cần mũ đâu nhỉ? Mình đội đèn pin mà. Đúng không? Xem mình quan sát kỹ cái cửa hang này nào. Được đấy. Xem tí nữa mình sẽ đi xuống sâu cái phía cửa hang, sâu vào trong cái hang này. Xem là trong bên này có gì nhé. Hết sức cẩn thận nhá. Anh em mình sẽ bắt đầu cuộc thám hiểm. Hang này không biết gọi là hang gì nhỉ? Thế mà vừa nãy mình hỏi người dân, người ta bảo không có, chắc là không biết. Anh hỏi bảo là anh có biết trong này có hang gì không? Còn ông ấy còn hỏi vợ là đây dưới kia có cây hết cả dưới toàn đất rồi. Ừ. Đi cẩn thận nhá. Đá chỗ này kiểu là đá họ làm ấy. Nó nổ xuống. Đấy, mày cứ xuống dưới đấy xong rồi cầm máy quay để anh ấy không. Cầm máy quay đi rất là nguy hiểm đấy. Lúc đầu anh em mình chỉ đi khám phá cái cung đường thôi, ai ngờ vào trong này nó có cái hang rất là đẹp. Không, rất là sâu. Đi, mình đi vào trong này xem nào. Nước rò xuống. Hả? Nước rò xuống ấy. Ui, ui, từ từ nhá. Đi phải đá tí nó lăn xuống ấy. Đi. Đây, đây anh cần. Ui, không xuống được. Không được. Chỗ này không xuống được. Đây ra ngó nè. Bước chắc chắc chân à? Đi. Hả? Ui.
Xuống được, sao không được. Thôi mày cầm đây để anh xuống trước cho. Cầm máy quay đi. Để anh... Ôi dồi, rất nguy hiểm. Quay cẩn thận nhé. Nào, đi sang bên này. Anh xuống đây. Đây. Từ từ từ, để anh xuống trước cái xong là chẳng may đá lăn nhá. À, xuống được, sẽ có gì đâu mà không xuống được. Đâu, đưa anh máy quay đi xuống đi. Xuống được, thoải mái. À, nó chỉ đến đây thôi Hồng ơi. Nó chỉ đến đây thôi. Nó không sâu vào trong, đây này. Đi xuống đây. Ui giời, tiếc thế. Tưởng là ấy. Đây các bạn này. Cái hang nó chỉ đến đây thôi các bạn ạ. Đây anh em xuống đến đây. Hôm nay lại không mang dây riếc gì đi. Trèo xuống đoạn này rất là khó các bạn ạ. Với lại cái hang nó chỉ đến ngay cái miệng này thôi. Đây không phải cái hang mà chỉ là cái hốc thôi nhỉ. Nó chỉ mang ngay cái miệng thôi. Lại không mang dây riết để trèo xuống, chỗ này trèo xuống khó lắm. Mình lại không mang đồ bảo hộ gì, thôi bây giờ anh em sẽ quyết định lên. Đi. Ừ. Anh em mình sẽ tiếp tục vào hành trình thôi. Đầu lên thôi. Anh em đang đi vào. Ủa rồi, cẩn thận. Để người ta xây bằng máy đấy nhỉ? Ờ, xây trong hốc đá ấy. Cẩn thận, nó trượt cát nhá. Tí nữa đi anh em xuống ghê răng lắm ấy. Nhá. Đít thì không bốc được. Cái chỗ này cái bức tường xây đẹp nhỉ. À, đi vào hỏi ông. Bác ơi, bác cho cháu hỏi tí ở trong này có cái hang nào không bác nhỉ? À thế ạ, vâng cháu cảm ơn nhé, đi. Úi dù, có em bé đang ngồi cái cầm cái nồi ăn này. Bà con đang làm nương. Theo thông tin vừa nãy mình cũng hỏi người dân rồi là cũng không có cái hang nào trong này cả các bạn ơi. Dừng dừng chỗ này đẹp, dừng lại. Đấy, em đi vào trong này, đây này. Tự nhiên có cái dự trữ nước đẹp thế. Các bạn đây chỗ dự trữ nước của người dân các bạn ạ. Để tự nhiên rất là đẹp luôn. Họ chỉ xây một ít thành sang bên này thôi. Đây mình sẽ sang bên này. Hả? Ừ, chỗ mấy hốc đá này là tự nhiên hết rồi. Nhìn đẹp nhỉ? Quá đẹp. Họ xây một tí để chặn lấy nguồn nước thôi. Đấy các bạn thấy đời sống của bà con trên vùng cao thì có khổ không? Chung nước ở trên này rất là hiếm. Phải dự trữ từng tí một để mà sinh hoạt. Nhờ. Đấy, kia phía xa kia điểm trường. Các em học sinh đang vừa tan học xong. Đang chạy về nhà. Các cháu vừa đi học về à? Đi học à, cháu học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 2 à? Thế thầy nào dạy? Ừ? Đấy, các em học sinh rất là xinh xắn. Bây giờ đang đi về nhà à? Thế chiều có phải đi học nữa không? Đi chứ. À, ừ, thế bây giờ về nhà ăn cơm xong chiều đi học tiếp gì? Các em học sinh rất là nhìn rất là nhí nhảnh. Thôi bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục đi không ơi. Ui này, đây không biết là anh mình phải sang đây vừa mới phát hiện ra các bạn ạ. Đây không biết bà con nhân dân xếp ra từng cái ấy này để làm gì. Đây này, xếp từng cái trụ đá này
Ôi, rất là lạ luôn ấy. Mình không hiểu là đây chắc là phải là có một cái gì đấy thì người ta, người dân mới xếp lên như thế này, đúng không các bạn? Đây, như anh, như mình đang đứng giữa, xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổng cộng là có 8 cái trụ, cái cột đá người dân xếp lên. Không hiểu là ở đây là xếp cái gì luôn. Đây, kiến trúc cũng rất là hay. Cái gì cơ? Trong toàn cây là cây. Mỗi miệng rồi à? Đây, xem nào. Anh ăn củ này bao giờ chưa? Anh chưa, củ cái củ gì? Anh chả biết củ đấy gì, đợt trước bọn em suốt ngày đi đào vậy ăn. Luộc lên ăn à? Vâng. Chịu chết. Đây, không biết là có cái hốc gì các bạn ơi. Đó. Đây, nó ngay cái miệng ở dưới thôi. Nhưng mà đẹp phết nhỉ? Ở trong toàn cây cối. Thôi. Kìa, không kìa, cái chỗ cột kia không biết để dùng để làm gì. Em nhìn thấy từ nãy rồi. Ừ. Mà người ta xếp xung quanh luôn nhé. Thôi đi. Tiếp tục cuộc hành trình thôi. Là họ đang chỉ thuê nhà bằng đá. Chịu. Các bạn nào mà biết ở chỗ này người ta xếp để làm gì thì các bạn comment ở phía dưới nhé. Đây này, mình không biết, thấy lạ lắm. Lần đầu tiên đi mà mình ở vùng cao bao nhiêu năm thấy người ta xếp như này ấy, Hồng nhỉ? Vâng. Thôi tiếp tục đi thôi. Úi, xe hơi bị ác chiến luôn. Nát hết rồi. Bồ sắp rụng ra. Đi. U quả xe còn nổ để mà đặt chìa khóa ở đây. Đi, anh em tiếp tục cuộc hành trình. Ô, đây người ta bù dây đỏ vào phần đá kìa. Kệ. Em vào. Mình chắc đi tít vào sâu trong này xem có gì không. Ui, cây ấy đẹp hoa gì đấy nhỉ? Đẹp đấy. Trắng muốt. Không ngờ trên đỉnh núi nó lại có cái ngôi làng đẹp như này nhỉ. Đây nữa là dự trữ nước này. Đúng ở trên này chắc bà con không có nguồn nước nào luôn nhỉ. Chỉ trông chờ vào nước mưa và nước đọng lại thôi. À, trên này cũng đông hộ dân phết nên là mới làm đường trên này. Đấy. Toàn đi đâu cũng thấy chỗ bể dự trữ nước bà con nhân dân xây lại. Đây các bạn nhìn quan sát đây. Ở dưới là bàn đá đã. Ừ. Ui, còn đường bê tông vào tận trong này cả. Núi, bà con đang làm nương. Đấy. Treo leo vách núi như này. Bên cuối đường. Ui, nhà này ốp gạch. Xôi. Đẹp thế. Cuối đường hỏi. Đây là điểm trường các bạn ấy. Điểm trường dạy các em học sinh. Ui, xe ô tô vào trong này cơ mà. Hay là đi đường này hết ra anh nhỉ? Có cái đường này, vì đường kia làm sao đi được hết được? Đường kia không đi được. Thì tí nữa đi gặp mọi người hỏi em đã. Anh em không biết bằng đi đâu đấy. Ở đây không biết gì à, còn biển ô tô em biết cái gì, biết gì kiểu xe máy thôi. Không biết đi đâu. Trời ơi, có rừng trúc đẹp chưa? Đây lại không có đường đi đâu nữa này. Ở đây. Hả? À, đường này đường sang Đồng Văn. Nhớ rồi. Đây đi sang bên là đi sang bên Sủng Trà. Ôi, các bạn ơi, thế là cuộc hành trình
khám phá cái cung đường nguy hiểm bậc nhất cao nguyên của anh em mình đến đây là kết thúc, bởi vì là đi ra đoạn đường này các bạn ạ, đường về phía bên này là đi sang bên Đồng Văn, mình nhớ rồi. Còn phía bên này là đi sang huyện Mèo Vạc, và cái nơi gần nhất đi đến là xã Sủng Trà. Chỗ này đi sang xã Sủng Trà này. Sủng Trà, Sủng Máng. Ừ. Tạ Lục, Mèo Vạc. Đấy, anh em mình đi với biết là ở trong này có đường bê tông nó thông lên như này. Đúng là một buổi đi chơi cũng khám phá nhiều thứ. Khám phá nhiều thứ nhưng mà mình cũng hơi hụt hẫng một tí. Vì cái là nó đi dài nhỉ? Không, cái chỗ hụt hẫng cái chỗ là cái hang ấy kìa. Anh tưởng là phi được vào, hóa ra nó có mỗi cái miệng một tí nhỉ. Đây em mang nhẹ dính đầy giày. Xong là đẹp là ở chỗ cái chỗ người ta dự trữ nước nữa nhỉ. Cũng đẹp. Quả đấy là tự nhiên 100%, 99%. À không. Nói chung để mà mình tiếc là không được khám phá hang thôi, còn để mà hôm nay anh em mình đi khám phá thì đi quả cung đường như anh mới thấy sướng thật. Đi đường đấy nó mới sướng chứ. Nhờ, tiếc hả? Tiếc một cái nữa là anh em mình không được trải nghiệm đi xuống. Ờ. À. Thôi trải nghiệm đi xuống thì hay đi về đi xuống. Nhưng mà từ đây xa lắm nhỉ, sắp đến mấy chục quả núi. Thôi video của anh em mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video hay hãy like và chia sẻ, đặc biệt hãy đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye. Đi thôi.